truyền hình. Quý vị cùng các bạn đang xem ở đây là hai bộ đại tự câu đối. Và đây chính là những sản phẩm mà tôi xin quay để giới thiệu với tới quý vị cùng các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta phân biệt một chút, bởi vì ở đây sẽ có hai bộ và nó khác nhau. Về cơ bản chữ nghĩa thì giống nhau. Như ở trên hình đây là bức đại tự với thông số chiều dài là 1m97, chiều cao là 67 và ba chữ ở giữa như chúng ta đang nhìn thấy là Đức Lưu Quang, đọc theo chữ Hán từ trái qua bên phải. Xen lẫn giữa ba chữ là đó là hai khóm sen. Còn xung quanh các cái vỏ măng thì được làm dày 6 và to 10 đậu cm. Xung quanh các cái phần bom vỏ măng và đục cuốn thư cũng như là các cái rồng hóa thì trong cái này nó cũng có theo thể loại tứ quý, đó là bốn mùa, như là có cái trúc này, rồi là có mai này, có thông này, thì gọi là tùng cúc trúc mai. Đây chi tiết thì nó như thế này, và chúng ta cũng quan sát nước đi một chút, bởi vì là nó sẽ không có nhiều thời gian để giới thiệu chi tiết. Những sản phẩm này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng, và cũng là những sản phẩm phổ thông mà chúng tôi sẽ triển khai trong những thời gian sắp tới để liên tục có sản phẩm bày bán tại cửa hàng. Đến thời điểm này thì hiện tại chúng tôi đã hết sạch những sản phẩm bày bán tại cửa hàng, và đây chính là sản phẩm mới vừa làm mộc xong. Thì tôi xin quay cái hình ảnh mộc mạc về bản chất của gỗ gụ. Và gỗ gụ này thì nó là gỗ gụ Lào và Campuchia. Bởi vì bây giờ nếu như quý khách hàng mà yêu cầu một loại như là gỗ Lào thì chúng tôi cũng không thể làm được, và ngược lại là một loại gỗ Campuchia thì chúng tôi cũng sẽ không đáp ứng được. Chính vì vậy nên là tại sao trong các cái sản phẩm đồ gỗ gụ của chúng tôi thì chúng tôi chỉ nêu đặc trưng đấy là hai loại gỗ gụ Lào và Campuchia. So với cái bức đại tự thứ nhất chúng ta quan sát thì bức thứ hai này nó có một cái khác biệt, đó là cái nền gấm. Và đây chính là cái điểm nhấn ở trong cái bức đại tự này. Khi những chữ Hán mà được hay là gọi là chữ Nho này được làm tròn như thế này thì quý vị có thể nhìn thấy là nó sẽ rất là đẹp. Sau khi hoàn thiện bằng tác bằng Đài Loan hoặc là sơn son tiếp bạc chuẩn. Và dòng này thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho giá vàng Đài Loan hết, bởi vì là theo cái xu hướng thị trường cũng như là các cái nhu cầu của quý khách hàng của chúng tôi thì muốn đẹp. Và đương nhiên để mà vàng Đài Loan nó bền thì chúng tôi sẽ giao cho đội ngũ thợ sơn chuyên về cái mảng làm dát vàng này sẽ có trách nhiệm làm sao để cho cái màu của vàng cũng như là các cái độ bền cho nó lâu dài. Thì đấy là cái mục tiêu của chúng tôi trong thời gian sắp tới. Để nói về cái điểm khác biệt ở đây chính là cái phần nến gấm này. Quý vị cùng các bạn đang nhìn thấy ở đây đó là gấm mà chúng tôi cho những người thợ giỏi nhất trực tiếp làm, nên mới có được các cái đường gấm nó nét căng và đều đặn như thế này, không hề có một cái lỗi lầm nào trong cái bức đại tự này. Để hiểu về cái gấm này nó nét và nó chuẩn thì thực ra thì quý khách hàng có thể sẽ không mấy người biết, nhưng cứ làm sao chúng ta hiểu rằng là nó không bị mất nét và
các góc cạnh của nó đều đặn, không nham nhở, vì đấy là cái gấm chuẩn. Và trong những cái thể loại gấm thì nó cũng rất đa dạng nữa, như là gấm vằn tản, rồi gấm cẩm quy, nói chung là nó nhiều loại, nhưng mà đây là thể loại phổ thông nhất và cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất, chính là cái nền gấm này. Đi với cái bức đại tự nền gấm thì sẽ có đôi câu đối cũng nền gấm, và đôi câu đối này nó có cái thông số là cao 1m97, chiều ngang này là 28 và chiều dày của nó là 5cm cho cái chiều dày này. Và ở đây thì nó đều như nhau, hai cái này đều 5 và hai cái trơn cũng đều 5. Đây là mặt sau, và mặt trước và mặt sau thì nó như nhau, tuy nhiên là mặt sau thì chưa được trà nháp kỹ nên nó còn cái lốt răng cưa, chúng tôi sẽ cho hoàn thiện tiếp, vì đây mới là chuyển từ chỗ thợ trận gấm về nên là nó còn đang mộc mạc như thế này. Và tất nhiên là sẽ phải còn rất nhiều cái công đoạn nữa, ví dụ như là một cái công đoạn này mà có thể quý vị cũng nên biết. Ở trong những cái dòng này chúng tôi có vận dụng đục máy CNC, sau đó là kết hợp với sửa tay, thì chính cái máy CNC nó sẽ tạo thành những cái vết răng cưa như thế này, nhiều hay ít tùy thuộc vào cái bước máy và tùy chỉnh theo cái độ kỹ thuật. Để, tuy nhiên là chúng tôi sẽ phải chỉnh sửa những cái này lại một tay cho nó không còn những cái lỗ răng cưa đó nữa, đấy nó mới là đạt tiêu chuẩn. Còn khi mà góp cái công nghệ CNC vào thì sản phẩm nó có cái giá thành nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều, cũng như là độ tinh xảo và độ đẹp đẽ nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều so với đục tay. Vì quý vị nhìn thấy nó ở cái dạng CNC mà chừng 5 ly này, 6 ly này thì đục tay sẽ không bao giờ đục được những cái độ chữ như thế này, hoặc các cái bầu rượu túi thơ đơn giản như trên hình chúng ta nhìn thôi, thì đục tay sẽ không thể nào ăn được so với cái đục máy CNC này. Và chúng tôi sẽ chọn cái ưu điểm của cái làm máy kết hợp với làm tay để đạt được cái sản phẩm đẹp nhất phục vụ quý vị khách hàng. Đây là nền trơn thì nó sẽ đi với cái đại tự trơn đây. Những sản phẩm của chúng tôi thì về đồ thờ rất đa dạng, từ câu đối đại tự rồi đến cuốn thư đến tủ thờ như ở trên hình chúng ta nhìn thấy ở đây. Đây là những chiếc tủ thờ mà chúng tôi sẽ chuẩn bị cho khảm, bởi vì đây là những sản phẩm hàng trơn. Và xin quay lại với cái bộ sản phẩm này, thì tôi cũng xin thông báo với cái giá để quý bà con cô bác nắm được. Với những bộ sản phẩm gỗ vụ đẹp như thế này và với những cái chiều dày 5 phân của câu đối như thế này, một bộ tức là gồm hai câu đối và bức đại tự, chúng tôi sẽ giao ra thị trường sau khi hoàn tất tần tật xong hoàn thiện, đó là 19 triệu cho một bộ nền trơn. Còn bộ nền gấm này sẽ là 20 triệu với những cái gấm vạn tản cực kỳ là đẹp như thế này. Quý vị có thể tinh ý và so đo sẽ biết được là chỗ nào là gấm chuẩn và chỗ nào là gấm không chuẩn. Thì về giá thành chúng tôi vừa thông báo đấy là sẽ làm màu vàng Đài Loan hoặc là thiết bạc chuẩn quý vị, về vật chữ tất cả là sơn BU cao cấp. Thông tin chi tiết xin mời liên hệ theo số điện thoại 0966430568, chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Đến đây tôi xin tạm dừng clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip khác tiếp theo sau.